xào với tép, măng xào tép. Hãy xuống xin chào cô chú anh chị các bạn nha. Rồi cá bắp chuối nè mà. Bắp chuối. Cái chỗ qua hả rồi kìa. Nè ăn há há vô. Nó vậy nó tươi nó ngon. Để cái bắp vậy cái trái nó không được lớn nữa chứ. Vậy hả? Cái cây này tốt quá trời tốt nè. Cây bự chảng luôn. Mấy một phần của mình bữa nay lên cao nhiều nhiều quá trời. Mấy kia còn mấy nanh nhỏ không? Không có nắng mình chặt cho mình phơi khô được rồi. Lên cao nhồng quá trời. Lên thành cái tre hết trời. Đây mình lột luôn. Con sù với Nam Bi ở Nam Bi thấy ngồi chống. Con sù đâu không phải. Nam Bi ngồi chống rồi, mực đi ra tới đây rồi. Chào ông bà cô chú anh chị và các bạn nha. Đây mình ăn đơn giản nè, mình ăn đơn giản là tép nè, hồi ký đây đi. Cái ăn mặn mà. Tép gạo không? Tép gạo. Còn tép bạc này thì xào măng. Mua tép gạo mà không có mà mua tép gạo ký. Măng này muốn hết rồi. Còn mấy một nanh nhỏ nhỏ. Tép măng rồi để nó lên cây tre thôi nè. Vô đặt bảo cái đâu có chặt phơi gì được. Lên cao hết chị ạ. Có lẽ con đó nè. Em mấy không có mấy con rồi, mà cho hết rồi. Cá kèo hồi nó chiên miếng hạt nêm vô với nước mắm
thấm lát tiêu. Này để miếng tiêu cho nó thơm. Thấp tiêu, chút xay tiêu. Chút xay tiêu rồi để vô xay. Mình cháy nó cạn rồi, mình tắt bếp đi. Sau đây giờ mình cho hạt nêm vô. Cái này nấu con cơm cho mẹ nên không có. Rồi mình cho nước cơm vô. Nấm của mình nãy giờ được rồi, giờ mình cho bí vô luôn. Nó kêu nở bằng hai luôn rồi. Đúng rồi. Rồi, lòng bó vô. Rồi, lòng bó vô đi. Con chào ông bà con chú chưa? Hả? Chào chưa? Nè, chào quay nè, chào đi. Chào đi, chào đi. Nè. Chào ông bà con chú đi. Nè, chào nè. Chào đi, để đứng thôi, chào tắt. Thôi tắt à? Tắt không hả? Chào. Chào. Ờ, con chào đi. Chào. Ừ, con chào đi. Chào đi. Chào đi rồi đi nè, chào đi. Thì mình cho rau vô nữa. Rau mồng tơi. Mới cộng đôi gì anh đồng xóm vô luôn. Rồi con. Giờ mình chiên cá. Giỏi vậy ta. Dạ. Rồi chà đi. Rồi nghe nó chà. Con nghe chà tiếp đi. Nghe đúng rồi. Rồi ngậm nước vô phun ra. Rồi, ngậm nha. Này giỏi quá. Giỏi quá. Hay quá. Chà nữa hả? Đưa mẹ chào cho con nha. Mượn gì mà mượn biết nữa. Rồi tự chào luôn. Rồi dắt lên cố trên rồi xong. Rồi chào. Chị chào quay về chỗ rửa tay. Sáng nhớ rửa tay hai lần nó sẽ bông rửa. Đứng dậy đi phải không? Rồi đứng dậy chào đi mình đi. Rồi. Rồi đứng dậy ông chào. Con bà cô chú đi. Chào ẩu á sức chưa. Rồi đi phải không? Con cá chè nó thấy nó mềm dữ rồi đó. Ờ, nó mềm. Con cá chè nhỏ nó mềm. Chắc chịu quá. Cho bà Tư miếng rồi. Cho bà Tư không? Cho bà Tư không? Sao hả? Miếng, miếng xíu cũng được nữa. Xem miếng xíu rồi. Ừ thôi bự rồi. Thôi chút xíu quá. Miếng nữa đi. Cho bà Tân miếng nữa đi. Cho miếng nữa đi. Hả? Dạ rồi. Rồi. Lại đút bà Tân đi. Đút vô miệng luôn. Chấm sữa đút bà Tân đi. Chấm. Rồi đút bà Tân miếng này. Thôi con ăn đi. Rồi giờ mình cho tỏi vô một cầu. Giờ mình cho măng vô.
cho một miếng vườn vô. Cho măng nó thấm thì mình để tép vô. Giờ cho miếng nước nè. Giờ mình cho tép vô. Giờ tép cho mình chín rồi nè, mình cho hành ngò vô nữa. Xong giờ mình múc măng ra ăn cơm luôn. Giờ mình cắt những tiêu lên đó. Rồi cho ai biết rồi. Chung mua mấy cái. Cảm ơn nha. Mà cả nhà ăn cơm gia đình mình nha. Nè. Rồi ba Chung và cô chú anh chị các bạn ăn cơm với gia đình của ba Chung nha. Cái gì? Mình xin mời ông bà cô chú anh chị và các bạn cùng cơm gia đình mình nha. Cái gì đảm bạc hả? Nè, đây chắc đảm rồi. Thấu lạnh ăn mới ngon. Hai Sướng xin mời cô chú anh chị và bạn cùng ăn cơm mình có Hai Sướng nha. Con ăn á hả? Muốn mi? Ngon không? Ngon không? Hả? Ngon không? Ngon hả? Ăn cơm kỳ với ta. Ừ. Mẹ ăn dưa hấu chứ không phải ăn cơm đâu. Cơm. Cơm đó hả? Chút xíu mẹ đút con ăn. Mẹ ớt chiên nữa. Ừ. Này. Ớt miếng hạt nêm. Mẹ. Trời ơi, nó thấy con nói chuyện mẹ kìa, kêu mẹ mẹ kìa, có kêu mẹ không? Bắt trước quá à. Mẹ đâu? Ừ. Chứ không phải mẹ đây hả? Mẹ ai? Mẹ ai? Ai cơ? Ừ. Ba. Cái gì? Đang ngậm miếng dưa hấu rồi, đang hỏi. Ba gì? Bà nội. Nội. Ừ. Bà nội. Măng xào này chấm muối ớt ngon. Ừ. Chua chua cay cay. Măng này mới ngọt. Chấm ớt. Cái này nổi nước nha. No. Dì hấu rồi ha. Nấu mà. Ngồi dì hấu rồi. Chú Hai qua đây chơi ẩm nó xin từ đó là nó chạy rồi chứ nhìn nó để ý á chạy theo cưng dữ à. Cay thỉ á đừng có xạo nha. Chú Hai chấm muối ớt cho con đó. Mới gì tôi tới miệng nhả. Cay có chấm đâu mà cay xạo. Dưa hấu mới cay kìa. Dưa hấu cay không? Cay luôn hả? Cay mà ăn được hả? Ủa chơi cay ăn được hả? Dưa hấu đâu? Dưa nhăn mặt kìa. Xạo quá. Dưa hấu cũng cay nữa. Dưng viên à. Đâu cay. Cay. Thích hạ. Cái thà vậy hả? Ừ. Vậy thôi, chú ba ăn này rồi. Đã. Nó kèo giống như cá kèo non. Măng xào ngọt á. Ngọt hả? Măng mình mới chặt vô anh, nó ngọt. Măng này đó bà nội khoái hả? Đó bà nội. Nội lên đây là chặt măng vô, hầm măng, hầm xương á, là bá khoái măng. Nấu đồ canh đó. Ăn măng thôi. Nó thích măng. Măng với bông ngọt mà xào á. Với tai tượng á, cái trước tao nổ kiểu tai tượng nó ăn chua á. Ăn sống măng thì cũng sống ngon. Chấm với cá. Ăn ngừ thôi à. Rồi.
được đó, không thấy được tốt. Nó phái, con phái thịt nó thịt không à. Con phải ăn cá mềm mà nó mập. Chào gì cháu chú à? Chào chưa? Cá mà có béo béo. Chào chưa? Thử cơm đi con. Nha. Dạ. Lát ăn nữa. Rồi dạ. Cho ăn cơm như hấu. Con miệng chưa? Hết cả ơi. Hết rồi. Nữa. Thôi. Còn không kìa hả? Ủa, hãy còn á. Ừ, mấy đỡ đi. Chứ bà thấy gì hấu nó cài không có nghe không? Hết rồi. Ăn gì hấu mà nó hấp nữa. Rồi. À nữa. Nè, nó kìa. Ngon không? Hấp ngon không? Ngon không? Ngon không? Ngon không? Nói hả? Hết rồi hả? Ngon không? Nói. Còn trong miệng nè. Ngon. Nhai nuốt một cái mới nói được. Ngon. Ngon miệng. Rớt. Kìa còn miếng gì hấu kìa, con dét ăn hết đi. Ừ. Ừ, nhát dữ ha. Dữ vậy. Ngồi vô miệng luôn. Ừ, nhổ quá nhớ rồi. Phải ăn cơm được vậy cũng đỡ ha. Đó, miếng tép lên. Rồi, ăn với dưa hấu. Ăn trời. Mát rồi, luôn á. Chút ăn cơm. Chút ăn cơm. Đúng rồi, dưa hấu với tép gan vậy là ngon rồi. Nè, cho con miếng nè. Nó chồng nữa. Dạ. Nó mặn cho chú ba ơi. Chú ba. Chú ba ăn nha. Đi nhanh lên, cục vàng ơi. Ờ, buồn hốt quá trời. Bên này hai xuống với mẹ vợ với mẹ gạo mình đi qua mình giường của bà Mười bên vợ hai sướng nè, hai bưởi. Bưởi trái nhóc hết trơn luôn. Ừ, buồn hót quá thì buồn hót luôn. Thấy gì? Hả? Buồn hót quá trời ngay bên kìa. Ừ, non nhất bưởi, luôn. Bưởi trái quá trời trái luôn. Rồi con chào đi. Đẹp chào đi con. Con chào đi. Con chào đi. Ừ, trái nó trái gì vậy? Trái gì là trái gì? Cô bán đi. Hả? Trái là trái gì vậy? Trái gì? Trái gì? Trái gì? Bưởi. Ờ, con gà hả? Dí hẹn mấy con gà dịch á. Nó đi bắt gà không à? Ờ, buồn ngót là sao ạ? Ừ, dịch. Dịch gà. Con gà nó kêu làm sao? Ơ ơ hả? Bên đây nó trồng đậu đũa. Đậu đũa trái nhóc hết trơn luôn. Buồn ngót á. Ồ, có bưởi trái nè. Quá trời trái luôn. Trái thấy mê kìa. Con kêu nó đây. Dịch hả? Con dí nó ra tới ngoài luôn rồi. Con trái nhỏ nhỏ như nó chín rồi. Lùa tới ngoài luôn rồi. Mừng ơi, lẹ đây Mừng ơi. Đi chơi bà. Đây một trái bự. Ồ, gà nó bay quá. Cạp cạp. Đây đưa cái vỏ anh cầm nha. Dạ. Cái cặp. Cặp. Ôi ôi, chỉ đi. Đi đi không? Cái chùm này 4 trái nằm dưới đất luôn, cột dây lên để thòng xuống tới đụng đất luôn. Này mình ra chút xíu là hết rồi, ra tới mấy ruộng rồi. Ồ, đậu nhiêu á hái bán nhóc luôn, từ trước ra tới làm sao. Đi từ từ thôi. Ừ, gà dịch á. Hó, hó, chạy kìa. Nó bay đó. Ồ, ồ, ồ. Hó, con gì? Ngỏng kìa. Ngỏng.
4 con ngỗng. Nó chạy rồi. Này mình tới ngoài ruộng rồi nè. Chơi bưởi. Để con. Trên này nứt luôn à. Nứt cho mấy muối luôn. Đây kéo á, lọt luôn rồi. Trời ơi, trái này giờ mới thấu nha. Đem vô tính tiền, còn ở vườn ăn là tại chỗ không tính tiền. Ôi ôi đi hay quá chừng ta ơi. Hả? Trời quá chừng dạ. Rồi đi vô cha nè. Đi con. Rồi đi từ vô nghe. Rồi đi từ đi. Đi với mẹ đi. Ừ. Vô đuổi gà vịt đi. Này đi vườn bưởi hả? Có mít nữa mà mít chưa có trái. Vườn bưởi vườn mít. Ừ gà. Đó gà con đó kìa. Đó gà đó. Cái đừng bốn trái dưới đó được cái mày. Cái gì? Gà hai bữa kìa. Hai bữa đi. Cho ông cắt cái gì cắt không đứt. Mày cũng tay trái nữa hả? Vô con bé. Rồi đi vô làm sao ôm hả? Đấy. Để họ lấy cái xịa kinh vô coi. Dạ. Chắc nó chưa rồi mày. Mày không gà biết tao gà biết mềm. Nó còn mềm chứ mà con nhìn thấy chắc nó chưa. Vậy đó hả? Dạ. Rồi nó ra giữa sao? Nặng luôn nữa, giờ hót cái này hót nè, tao bẻ nè. Rồi, tới luôn. Gì uống đi. Bữa này trái thấy mê luôn, chùm. Chùm hai trái này quá ngon. Cái này đã chín. Cuốn không? Trên đó hả? Nặng không? Cũng nặng nha. Trái đó chắc được á mọi người. Mà làm sao hả? Giờ em kéo cho ba lỗ đó em. Giờ lấy gạo quá mà mới. Không phải, giờ móc cái lỗ là được. Hái được. Móc cái lỗ được không? Đây, để con hái cho. Ừ, mày lật đi, lứa ra kéo. Để nó rụng rồi bảo luôn. Vừa bánh trái quá trời trái, muộn nó sai kìa. Nó cây chổi luôn. Ừ chào rồi. Còn tay nhỏ qua đưa cho đây đỡ cho mũi lên coi. Cái bưởi này khó ăn à. Cái bưởi này tại nó nằm ở bên bển mà chủ vườn không hay. Thấy anh? Chứ hồi lúc mà nhỏ kéo qua là được rồi. Sao đây? Anh ơi. Anh hái sao mà trái bưởi anh không mấy mà rớt trái bưởi sau lưng anh à. Sao đây? Đó, 1, 2, 3. Cái này ngon đẹp luôn, trái đẹp luôn nè. Dạ. Còn nguyên dạng không? Nó rụng bển rồi mọi ơi. Cái vàng nó cắt mà trái vàng nó chê. Trái vàng hay vậy khi nó bị cái mấy con kia nó đục rồi nó. Cái đó nó trồng quay nó bị lép ở trên. Cái này em. Được quá hả con, trời ơi thương quá. À. Rồi giờ mình cắt 4 trái luôn, cắt nguyên chùm luôn nha. Dạ. Rồi cắt luôn. Ủa nó sai nè. Giờ phải cầm vậy đi. Ừ đúng rồi. Ừ heo mẹ. Ờ chào ha. Ôi rồi đứng với mẹ đi. Rồi đứng với mẹ ra quay chào nha. Rồi con chào đi. Chào đứng đây chụp hình nè. Đứng chụp hình nè.
kìa kìa kìa, nhìn mẹ kìa, nhìn mẹ kìa, nhìn mẹ kìa, nhìn cha nè, cười ơi, cười ơi, cười ơi, cười ơi, cười ơi, nhìn cha nè, cười kì vậy. Rồi cầm ra đưa bốn trái thấy mới gọi em. Rồi rồi giờ mình gọt thử cái này ăn thử ngon không? Đó, này là trái chiến mới bán đầu tiên đó. Ủa, này trái chiến luôn ha rồi. Ủa cái đậu này của ai chứ? Một người gọt bữa thôi mà nhiều người đợi quá nè. Lâu quá. Không phải mình vào. Ba cái mình mót chồng cũng lâu lắm rồi bữa nè. Không hết ra. Quá trời luôn. Ở đây con qua đây đừng hái nữa. Trái bưởi này chín rồi. Chín cái ruột nó màu hồng hồng. Vỏ vậy ha. Vỏ trái này nó hơi xấu. À, chua 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 không? Chua sao? Chua sao nhân bằng sao? Nhân sao đó đây nè cha nè. Tao nhân sao? Chua nhân sao? Ôi chua vậy đó hả? Chua quá hả? Chua quá. Độc rũ quá này cha, đây mình hái ra tới mà sao miếng ruộng là nhóc luôn. Hai Sướng xin kết thúc clip này cô chú anh chị các bạn. Mình hẹn cô chú anh chị các bạn tiếp theo của Hai Sướng nha.